Rồi, một cặp ếch cái này cũng bự của chú anh chị, ếch cái chà bá. Đây nên mới thấy một con. Nãy nó đi gà nên bắt được một con nè, bỏ con vỏ. Giờ đây một con nữa. Rồi nên cũng xin chào của chú anh chị luôn. Ếch đực. Thì bữa nay nên chiến ếch tiếp ha của chú anh chị. Hôm qua chỗ nên có đám mưa lớn dữ lắm luôn, mà mưa dắt khuya. Mưa dắt đâu mưa dắt 3 giờ mấy. Mưa dắt 3 giờ mấy mưa lớn. Thì mưa tới sáng luôn rồi nên cũng đâu có đi bắt được đâu. Cái có bữa nay nên mới đi bắt nè. Còn gì ta? Con nhái. Bên đây thấy đâu đây còn. Bị khoải không nên thấy nó hợp xuống rồi. Đây nằm à. Hốt xác em liền rồi. Rồi để chừng nào có nữa nên sẽ chia sẻ tiếp ha cô chú anh chị. Mình mới thấy còn này chắc mình nghĩ ít cái quá, nó nằm ở trong cái miếng dán chạc mình mới kéo cái miếng dán này nè nên gọi nên thấy nó ít cái rõ ràng, ít cái cũng bự của chú anh chị, nằm dưới miếng dán á nên gọi cái nên thấy nó, cái nó chui vô miếng dán nên kéo miếng dán á. Này đã ta chuẩn bị ta xới ta chạc ta để máy sẵn này nên đi sớm. Giờ này thì sao nên thấy giống hệt rồi, chắc không phải. Giờ này thì mới có 10 giờ mấy của chú anh chị, gần 11 giờ. Tại có mưa rồi nên đi sớm. Đèn quá chừng đèn rồi. Nhóc đèn luôn. Đèn ở đây cây nè. Ngay dân đèn cây, bên đây 3 4 cây cũng được luôn nè. Đó. Nhóc đèn luôn. Đèn một thiên. Rồi, chừng nào có nữa nên chia sẻ tiếp mà. Mình mới thấy con à, nên thấy được hai con luôn. Hai con nó nằm cũng gần nhau nè, đen con. Để nên bắt con này trước. Một con này ít cái thôi chứ gì. Cái thằng này một con à. Nên thấy được hai con luôn. Nên đi lại gần tới nó luôn nó mới hợp xuống. Con này ít đực rồi. Thấy nó nhỏ hơn. Rồi. Y gan. Nhưng cặp. Hai con chuẩn bị vô cặp hay gì nên không biết nữa. Nên thấy được hai con luôn. Nếu nào nên thấy con ếch đực á, cái nên đi gần gần lại cái gọi xích vô trong cái nên thấy thêm con ếch cái. Thấy gặp mắt kháng chừng. Này ếch khô nên nghĩ là chắc đây trời chuyển mưa nữa rồi, nên nghĩ thế nào chắc cũng mưa nữa. Rồi, để chừng nào có nữa nên chia sẻ nữa ha. Giờ nên chưa thấy rồi. Mới phát hiện đây một con. Đây. Nằm. Hết cái cũng nhỏ chứ không có bự luôn chứ gì. Vô. Giờ này 12 giờ thôi chứ gì. Mà sao nên chưa thấy vô cặp không không nên cũng không biết nữa. Tại đèn quá đèn rồi cái nó nhát. Cung chừng. Đèn nhóc hết trơn đèn luôn.
Đây một con nữa. Nãy giờ nên bắt ít lẻ không à. Ít cái luôn. Ít cái cũng nhỏ chứ không bự. Ít ít cái ở đây nhầm con. Nhầm con bự có nhỏ có. Ít cái này nó không đều. Nhầm con bự im lắm. Nhầm con thì nhỏ. Nãy giờ nó sao nên không thấy cặp nào luôn, không thấy cặp nữa. Giờ này cũng 12 giờ đó cô chú anh chị. 12 giờ mà nên chưa thấy cặp. Rồi, thôi để chuyện nào có nữa nên sẽ chia sẻ tiếp ha. Mình mới phát hiện đèn cặp hay gì nè. Lại nó lặn xuống không biết phải cặp hay là lẻ không biết. Trời, chỗ này nước sâu mà đục ngầu không thấy luôn rồi. Để mình kiếm kỹ kỹ coi. Đâu mất tiêu đã. Mình mới thấy nó hụp xuống chỗ này nè. Chỗ này nước đục ngầu à. Ủa, mình mới thấy nó hụp xuống rõ ràng đây. Rồi hình như là cặp á chứ không phải là lẻ đâu chứ anh chị. Ủa nên mới thấy chỗ này mà đã. Rồi mất tiêu rồi, nên mất dấu rồi. Rồi nên mới như nó dưới giò nè, dưới giò nè nó gì nè. Rồi bắt dính được con à, còn con mất tiêu rồi. Mình bắt dính được ít đực à, để nên mòn ít cái à, nên mà dính con ít cái luôn rồi nè cô chú anh chị. Nên mòn dính con ít cái luôn à. Ấy nên nói mình mới thấy, nên mới thấy con cặp nó lặn xuống cỏ gàng. Nhìn cái đâu mất tiêu, tại nước sâu, nước sâu rồi cái nó đục quá cô chú anh chị, cái nên nhìn không có thấy. Nó mò vòng vòng chỗ này có nước nè. Rồi nước hồi trưa như dịch nó quậy á, cái nó đục ngầu à. Rồi để chuyện nào có nữa thì nên chia sẻ tiếp ha. Giờ nên kiếm không gặp rồi. Này, một cặp. Ếch cái này cũng bự của chú anh chị. Ếch cái chà bá. Nha. Quá đã. Vô. Đây mình gọi coi còn không? Còn cặp nào? Thất sót không? Đây nữa nè cô chú anh chị. Là mặt sáng quá mà nên không thấy nó hợp. Thấy như thấy nó hợp á mình biết chính xác. Con này nên không thấy nó hợp. Trời ơi, có chút xíu. Có chút xíu rồi cô chú anh chị. Đây mình mới thấy một cặp nữa nè. Một cặp nữa. Anh nên gọi rồi có hả? Bây giờ nhiều không? Con mạnh quá. Nãy giờ được nhiêu rồi? Mình thấy một cặp nữa kìa. Rồi nhảy luôn rồi. Bỏ một cái lại.
ếch nó nhát, nó mới vô cặp á, nó nhát cô chú anh chị. Nãy mình thấy nó nhảy là tới đằng này nè, rồi nhảy xuống mương luôn. Rồi em nó xuống dưới mương luôn rồi. Nhảy xuống mương luôn rồi. Bò tài, lâu lâu mới gặp được một cặp mà nhát quá, mới vô cặp nó nhát hết rồi. Để gì nào có nữa nên chia sẻ tiếp. Đây một con, giờ này còn ít lẻ của chúng chị. Này chắc ít cái đi ra. Thấy bự bự rồi mình biết ít cái. Nãy giờ nên được nhiêu đây nè, chừng 2 kg á, ý xìu rồi của chúng chị. Bây giờ ít chứ không có nhiều, kêu lưa thưa không à, chứ không có nhiều. Để nên coi có nữa không, không thấy con gì hết trơn. Một con nữa, giờ này 2 giờ đó cô chú anh chị, 2 giờ mà nên thấy còn, nên còn ít lẻ nữa nè. Ít cái luôn, ít xìu. Cái kêu nói chung kêu lưa thưa không mà cô chú chơi, chứ không có kêu kêu nhiều, kêu là gai lưa thưa. Bắt cái dạng như nên nên mót à, để như nào, đây nữa nè, đi khoải không này, mình thấy giống hệt à. Ủa con nhái chứ, đây cặp ếch gỗ ra phải rồi. Nó hợp xuống rồi, anh tưởng đâu thấy con nhái chứ. Một cặp đó còn nhái nè, gọi nhảy luôn à. Cặp này vừa không bự cũng không nhỏ, như đây nữa hay gì nè. Rồi nó hợp xuống rồi chú anh chị. Mình mới thấy nó hợp xuống đâu đây nè. Đâu ta, mình gọi nên thấy mới hợp xuống rõ ràng, mắt sáng trừng luôn. Ủa đâu mất tiêu rồi. Nhiều khi ít lẻ cô chú anh chị, cái nó hợp xuống cái nó nhụi, nhầm con hợp xuống cái nó bò đi, nó không ở chỗ. Đâu mất tiêu rồi kiếm chưa. Để gì nào có nữa thì nên chia sẻ tiếp ha. Mình mới phát hiện một cặp. Nên vô ngồi nghỉ mệt uống nước. Xong chút gọi ra thấy một cặp. Cái vỏ nên để đẳng nè. Vỏ nên để đẳng nên nên túc cho nó vàng á của chúng chị. Nãy giờ nên cũng có nghe kêu phút này nè, thì để cái vỏ đó túc. Nay nên không có đem cái lo theo, nhiều khi đem cái lo theo cái nên đi bắt không được. Đây nên thấy ở đây nó hay gì nè của chúng chị, thấy con mắt săn dớ rồi nó hợp vô xuống à, nó à. Thấy con mắt săn dớ là mà gọi ngay nó là nó hụp xuống là nó, chứ không có ai nằm ngay săn cái lúa rồi. Cặp lẻ đây, giờ này 2 giờ mấy rồi, lẻ của chúng kia này chắc ít cái,
Rồi ba con cầm tay ba con luôn để mình đi lại giỏ rồi mình bỏ vô. Cái giỏ này để đây nè, để cho nó kêu nó túc quá cô chú chị. Giỏ này để đây bà con quá im. Để thấy con ếch nên đi con nên đạp lên ếch luôn. Ếch đạp lên này dấu giò lên còn mà đạp lên con ếch nó sẽ lép luôn mà. Quá tài đi mà nó không nhảy luôn, nó nằm trên xô vì nó không nhảy luôn. Để mình gọi coi có con nào lạc lòi nữa không. Vì mà nó không nhảy luôn chứ, mình bó tay thiệt, đạp đi sao đạp lên ngay nó luôn. Mình mới phát hiện một cặp nữa, cặp này ít cái cũng vừa chứ không có bự. Nhảy hả? Trời, chạy với em chạy với em cũng không có thoát theo anh đâu. Nhảy em cầm xong em bỏ ruột. Trốn nên bắt dính lại được rồi nè, nó trốn rồi. Để nên bỏ vô cái cô chú anh chị, để cầm hồi cái gặp cái nữa, cái bắt cái nó ruột cái nữa, cho nên bỏ vô vỏ một cái. Mới giờ tính lại bỏ vô vỏ nên thấy nữa rồi. Cái vỏ này nằm đằng đó rồi mà giờ nên thấy đàn cặp nữa nè, nên không biết sao nó cầm ba con rồi. Đây nên quay cho cô chú anh chị xem cái nên ngừng cái nên bắt cái ha. Nên đi ếch cái này bự nè, đó ếch cái bằng chi nên tính lại nên bỏ vô vỏ, chưa hết nên thấy một cặp nữa rồi. Để nên bắt nên bắt cái lần nên đem lại vỏ nên bỏ vô cái hai cái chú anh chị tay giờ tay nên cầm ba con rồi, giờ bắt nữa cái nó ruột nên thấy một cặp nữa nè. Cặp này con ếch đực nó nhỏ cô chú anh chị, ếch đực nó nhỏ xíu à, nên thả con ếch đực nha. Ếch đực có chút xíu nên bắt ếch cái, ếch cái hơi bự hơn. Ếch đực có chút xíu xíu gặp được một cặp mừng. Mà ếch đực có chút à, để mình kiếm nên gọi mình kiếm nó ra thấy cặp nào lạc lòi nữa không. À, không thấy rồi chú anh chị, nằm một cục ếch đực. Giờ này mà còn ếch lẻ nữa nè cô chú anh chị, giờ này cũng 3 giờ mấy, gần 4 giờ rồi. Giờ này đồng nghiệp cũng về chứ này. Còn có mình anh với bên đó còn ngoài đó còn ngừ nữa, với cánh ở trong này còn ngừ nữa nè, với nên luôn là 3 ngừ. Thì sớm thì đông dữ lắm, bây giờ còn 3 ngừ rồi, 3 người bắt à. Anh gọi không thấy gì chứ, bắt được con ếch đực. Mình thấy đây cặp mà, đây nhổng đã tính bỏ giò chạy hay gì đây. Thấy không? Rồi bỏ giò chạy thiệt, chạy đâu mất tiêu luôn à. Mình bắt ếch cái, ếch đực chạy rồi,
ít đực cũng nhỏ chứ không có bự của chú kia. Kệ thả nó cho nó bắt cặp mới. Nãy mình thấy nó thầy nhảy đâu đây nè, mình thấy một cặp nữa dưới bên này còn nè, một cặp viên còn lẻ. Mình thấy vượt nằm chỗ luôn nè. Đây cặp này chắc nên bắt được con một à, ít đực nhỏ này, ít cái nè, cái vỏ nên bỏ tuốt bên kia. Ê, rồi 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 càng gì mà để cho nó giục rồi, nên thấy à, nó ngậm đây nè. Cái cặp kia lạc luôn, lạc cái cặp kia luôn, cặp kia cũng nhỏ của chúng kia chứ không có bự. Đàn ơi ngết này rồi, nên bắt dính nè, cầm sao mà nó vụt hoài luôn nên cũng không biết luôn. Đấy, đây cặp đây đâu mất tiêu rồi. Cặp này thì chắc nên bắt được con một à, tại còn con kia ít đực cũng nhỏ à, lạc mất dấu mà. Rồi bắt cặp ếch nên lạc, rồi bắt ếch cái nên lạc luôn rồi. Ồ bó tay thì chứ, nãy cái đâu ở đây nè, đâu mất tiêu cặp ếch luôn rồi. Cặp ếch này ếch cũng nhỏ thôi chứ kia chứ không có bự, tại nên không có hết cái vỏ theo nữa, cái vỏ nên để đằng kia. Thôi kệ đi, hồi kiếm cặp khác đi, nên đi vòng vòng hồi cũng gặp nó. Rồi đây nè, nằm đây nè, nên bắt được con một à, thả một con ha, thả con ít đực, ít đực nhỏ. Rồi thả đi, đây mình thấy một cặp ít cái cũng bự, con ít đực nhỏ hốt. Lần này nãy mình thấy một con nữa, con mất tiêu rồi. Đây nằm kế bên luôn, nhồi. Tại cái ít cái bự của chú anh chị, tại cái vỏ nên để kế á, cái vỏ nên để đây nè, cái nó kêu á, nó kêu cái nó kêu cái trục lại à, lại nên bỏ vô trong cái vỏ. Cái vỏ nên để đó đó. Cái nó tục mấy ngớ trong vỏ nó kêu nó tục, mấy con kia lại bắt cặp lụm cái ba con. Nó ôm cặp nó nhảy luôn, nhát quá nhát ơi. Nó bò ếch cái bự của chú anh chị, ếch đực nhỏ nên bắt ếch cái, nên bỏ ếch ếch đực ha, tại ếch đực nó nhỏ, nó nhỏ ếch đực nhỏ xíu à, nên thả ếch đực đi, thả ếch đực cái cho nó kêu á cô chú anh chị, nó kêu cái nó có thể bắt cặp nữa, chứ ếch đực nhỏ xíu à, nên bắt cũng không gì. Rồi để chừng nào có nữa thì nên chia sẻ tiếp nữa ha. Bây giờ để nên kiếm rồi, giờ hai anh em nên cũng vô rồi, trời cũng mờ mờ sáng rồi cô chú anh chị, giờ này cũng 5:20 rồi. Ông muốn sáng rồi nè, này cái giường ổi lúc nên giường ổi nè, để giường ổi nên bắt trút ở ngoài á, còn trong này thì chưa có nước. Giờ hai anh em nè, này là của nên à, nên gần đạn vỏ luôn nè, này nên chắc cũng 5-6 kg gì đó à, gần đạn vỏ rồi. Còn này của ông bạn, ồ cũng im với ta, cũng 3-4 kg á, thấy không, cũng một khúc mà lên khúc túi luôn, khúc tới đây luôn.
4 kg có à. Cũng yên. Kiếm bao thưa thưa để cái gì nó hầm không? Chừng nó ngợp á. Vậy này là cũng nên, nên gần đầy, nên để vô gần đầy con giỏ luôn à. Đó. Tổng kết số ít của hai anh em. Được nhiều đó cô chú anh chị. Có cũng có con nhỏ chứ đâu có bự đâu. Cô ảnh rồi giờ nên chạy về. Sáng rồi rồi thì video đến đây nên cũng xin tạm dừng luôn, nên xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Rồi nên chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Chào các ông ơi. Bye bye. Thank you.